Xin chào các bạn, mình là Vi Tính Thái Tỷ đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu máy Dell Quattro 3560 và chi tiết cấu hình như sau. Core i5 thế hệ 3 3230M 2.60 4 nhân RAM 4GB, ăn chạy Win 10 bản quyền nha các bạn. Đây là card onboard graphics 4000. Xe 1GB thì đối với card onboard này thì các bạn có thể sử dụng cách chất AutoCAD hoặc là các phần mềm thiết kế 2D phổ thông Corel, Photoshop và Lightroom thì chạy rất là ok nha các bạn. Mình sẽ cho bạn coi ổ cứng luôn nha. Ổ cứng thì nguyên zin của nó là 320GB. Đây, bên đây là 217, bên đây là 80, là 300GB đó các bạn. Rồi. Máy này thì tổng thể mình sẽ quay tổng thể cho các bạn coi luôn. Có tích hợp camera webcam các bạn đây. Đây là mặt B của nó. Còn đây là màn hình nha, màn hình rất là đẹp, không chịu bớt, đẹp 100% các bạn. Máy này thì sách tay có số lượng nhiều, các bạn có thể liên hệ mình bất cứ lúc nào. Đây là còn mặt C của nó, màu phím còn rất là sáng, mặt C cũng rất là đẹp nha các bạn, không có một dấu chày nào nha. Rồi, mình sẽ quay luôn mặt A luôn nha bạn. Hai đường viền mặt A này. Dạ. Rồi, mặt A luôn, mặt A rất đẹp. Mặt A thì bỏ bằng nhôm các bạn. Đây là bản bố cái bị mờ mờ, đây là bị găng tay mình đấy, chứ không phải gì hết. Không có miếng chạy nha. Bản lề rất là tốt, máy thì dòng này bản lề rất là ok nha các bạn. Bạn xài rất là cứng cáp. Có gì hết, mình gỡ còn cứng rồi nè, chưa bị nhão nè. Gỡ muốn không muốn lên phải hai tay mới được. Rồi. Cái cổng kết nối thì đầy đủ nha bạn, đầy đủ cái cổng chơi có DVD luôn ha. Mặt trước đây. Đây. Đầy đủ cổng ăn chơi luôn. Rồi, mình sẽ test luôn âm thanh nhanh cho bạn luôn ha. Rồi, máy này mình sẽ bán với giá là 4.900.000 các bạn, bảo hành 6 tháng, phụ kiện pin sạc đầy đủ. Rồi, các bạn mua hàng thì cứ liên hệ với mình ở dưới phần mô tả. Ở dưới phần mô tả mình sẽ ghi đầy đủ thông tin của máy cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào các bạn.